Mình thấy cá thấy mê không cả nhà. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kiệm Shopper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì giờ này là khoảng là 2 giờ chiều rồi, mình vẫn là dân câu trên con sông Tiền, cao lãnh của Đồng Tháp. Và trước bến quán nhậu là ẩm thực quen sân quán nè, phía sau mình đó là quán nhậu ẩm thực quen sân quán. Bây giờ đó thì có rất là nhiều khách đến quán á. Thì chủ quán á, thì kêu mình sửa sạn để bắt cá để mà giao cho chủ quán để mà chế biến món ăn á cho các du khách gần xa. Tại vì mình dân câu ở ngoài sông này thì toàn là cá thiên nhiên. Thì bởi thứ nhất là chủ quán cũng rất ưa chuộng loài cá, và các du khách đến quán cũng rất là ưa thích những loại cá thiên nhiên của mình. Thì mình sẽ sửa sạn để mà vô bờ để mình sửa sạn bắt cá, rồi mình sẽ giao chủ quán rồi chia sẻ cùng cả nhà nha. Giờ này cũng là giờ chiều rồi, thì mình vào bờ rồi mình sửa sạn để mà bắt cá để mà giao cho chủ quán nhậu là ẩm thực với sân quán. Mà mình dân câu thường xuyên là mồi chuối và cui và chuối sim. Này là đây là chuối và cui, là mình sắc ra miếng gọn gọn này nha, để cho con cá ăn nó vừa mới miệng ăn á. Chứ là mồi là mồi chuối thiên nhiên tự nhiên mà luôn nha, chuối chín mình mua xong rồi mình về đi móc mồi luôn á. Hôm nay mà dân được bao nhiêu cá thì là mừng lắm rồi. Đó, cá rất là ngon luôn nè, để mình sửa sạn mình bắt cá nha. Đó, quá tận rồi, go 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 luôn. Này xúc lên cái đây nè, quá tận luôn, quá đã luôn, cá nhảy xô xói luôn. Đó, cá rất là ngon luôn, cá thiên nhiên tươi sống. Mình thấy cá thấy mê không cả nhà. Cá này mình móc là chuối thiên nhiên nha, tự nhiên mình luôn á, mình không có tẩm thuốc gì chân nha. Mình thường xuyên mình dân câu là trên con sông Tiền của cao lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mình cứ mỗi khi mình dân xong rồi á, mình sẽ giao trong chủ quán để cho chủ quán làm các món ăn cho du khách gần xa. Chỉ cái là mình tiện là mình dân câu xong rồi á, mình đem giao cá rồi mình khỏi đi ra chợ bán. Cá rất là ngon luôn. Đó, thành quả của mình nè. Mà dân là bằng mồi chuối và cua mà thu hút cá này quá trời phê luôn rồi nè. Này là cá ba sa, mà ba sa là ba sa còn nhỏ nha, ba sa con chứ không có bự không. Chứ là nè, cá dứa, cá dứa rồi cá sắc sọc. Hôm nay mà dân được ba loại cá là cá ba sa, rồi cá dứa, rồi cá sắc sọc. Chứ cái cá gài là trời lạnh dữ lắm luôn á, sao cá gài mà gần Tết đó mà sao tiết trời đổi gió lại gió bắc thổi rất là mạnh luôn. Cá này mà đi giao cho chủ quán nhậu á, ẩm thực quen sân quán á, là sẽ chế biến rất là nhiều món ăn cho du khách gần xa luôn, như là lẩu mắm nè, nấu canh chua nè, chiên nè, kho quẹt nè. Ồ, các du khách đó thấy rồi cá này ăn rất là ngon luôn, khen ngon luôn. Bởi trong chủ quán đặt mình mua lúc nào cũng có cá đem lên để giao cho chủ quán hết á. Thì mình sửa sạn bắt cá xong xuôi hết rồi, thì mình sẽ đến quán để mình giao các loại cá này. Thì nếu cả nhà có yêu thích cái kênh của mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên, thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.